son từ hãng Ecoly Hàn Quốc và đã có mặt được một vài tháng rồi. Bảng màu của dòng son này hiện gồm có 10 màu tất cả, được đánh mã từ 21 cho đến 30. Trong video hôm nay, Trang sẽ swatch 9 màu. Một màu bị thất lạc trong quãng đường bay đến đây nên sẽ không thể xuất hiện trong video này mất rồi. Điểm khiến Trang rất ấn tượng từ các hãng son Hàn là mặc dù son được bán ở mức giá vô cùng dễ chịu, phù hợp với lứa tuổi học sinh sinh viên nhưng luôn có hộp đi kèm. Có thể nhiều bạn sẽ không để ý đến chi tiết này, nhưng vì sở thích giữ lại vỏ hộp đồ mỹ phẩm siêu kỳ dị, thế nên mình thường có thiện cảm ban đầu với những sản phẩm có vỏ đàng hoàng, chưa cần biết có đẹp hay không. Nhận xét về thiết kế thì Trang khá thích các loại son có thân dài dài thế này, như Colourpop Lipstick hay là Maybelline Color Blur ấy. Có lẽ vì kiểu dáng khác hơn loại son vặn cổ điển chăng? Tuy nhiên vì dáng son thanh hơn nên nguy cơ gãy cũng sẽ cao hơn. Vậy nên mỗi lần dùng chúng mình chỉ nên vặn lên vừa phải thôi nhé. Son có trọng lượng 1,8g, màu son được in ở đáy hộp và dọc thân ngoài. Son có mùi kẹo ngọt rất dễ ngửi, phục vụ bạn nào cũng có thói quen hít hà son giống Trang nhỉ. Ngay từ cái tên Long Wear, chúng mình cũng đã thấy dòng son này được nhấn mạnh là lâu trôi rồi nhỉ. Trang có thể nhận xét rằng chất son của em này thuộc dạng Creamy Matte, tức là dòng lì nhưng không bám quá chặt mà chất kem khá mịn khi tán lên môi. Dù là mịn nhưng nếu môi bạn khô hay có nhiều vẩy da chết thì khả năng cao là các vẩy đó sẽ hiện lên rõ đấy nhá. Thế nên các bạn môi khô vẫn sẽ cần cân nhắc thật kỹ trước khi riêng em này về đấy. Trước khi test bạn son này thì Trang có thấy một số review nói là chất son bột, nhưng khi thử lên môi thì mình lại không hề thấy như vậy. Các bạn nhìn trên môi Trang cũng thấy rồi đúng không? Với tình trạng môi từng người thì chất son sẽ khác nhau. Cách duy nhất để son được đẹp là phải dưỡng môi thôi các cô gái ơi. Môi mà khô rồi bị bong chóc thì khó có thể tìm được loại son nào phù hợp lắm. Thời gian bám màu trung bình sau khi Trang test thử là 3-5 tiếng nếu không ăn, tùy vào độ đậm nhạt của màu. Ví dụ các màu đậm như 23, 24, 26, 27, 28 có thể bám lâu nhất. Nhưng vì mình hay đói và thích ăn thì nên thường chỉ đợi được gần 6 tiếng là phải ăn ngay rồi. Không thể để lâu như foundation được. Các tông nhạt như hồng baby, san hô nếu ăn thì sẽ trôi mất. Nhưng nếu chỉ uống nước thôi thì sẽ nhạt bớt và còn lại lớp màu nhẹ xinh xinh trên môi. Sau khoảng 3 tiếng thì môi không thấy bị khô, nhưng nếu càng để lâu thì sẽ thấy lớp son hơi se lại. Để quyết được tông màu nào mình thích nhất thì sẽ hơi đau đầu chút đây. Các bạn chọn hộ Trang nhé. Cả 9 tông màu này đều rất dễ dùng. Và vì là hãng son Hàn, thế nên bảng màu cũng thiên về kiểu make up và phong cách của người châu Á nhiều hơn. Trừ tông 26, 27, 28 ra thì 6 thỏi còn lại khi tô lòng môi đều rất nhẹ nhàng và các cô bé học sinh có thể sử dụng đi học hàng ngày. Chỉ 1-2 lớp nhẹ sẽ vô cùng xinh xắn trẻ trung. Khi tô cả môi, tông màu sẽ lên đậm và rõ hơn nhiều. Đầu son dẹt thế nên mình cũng có thể viền môi luôn rất dễ dàng. Vì chất son mịn và tán dễ thế nên Trang cũng không cần sử dụng tới đầu cọ còn lại nữa. Tuy nhiên nếu bạn nào cần dùng thì cũng hãy yên tâm là chất lượng cọ khá tốt, sợi lông mềm chứ không bị cứng đâu. Và sẽ giúp ích khá nhiều cho kiểu tô lòng môi nữa đấy. Các bạn khu undertone có thể tham khảo các tông 22, 23, 24, 26, 29. Các bạn warm undertone thì xem xét các tông còn lại nhé. Tất nhiên, đây chỉ là gợi ý tham khảo chọn màu cơ bản thôi chứ không phải yếu tố quyết định đâu. Trang thấy nhiều bạn da ngăm nhưng dùng tông hồng lại rất xinh. Nếu mà mình đang ở Việt Nam thì sẵn sàng mời các bạn đến nhà để tìm màu son phù hợp hộ cho. Chắc chắn việc tìm tông son sẽ dễ hơn nhiều mà. Thôi, thành hẹn mọi người tháng sau nha. Bí mật sẽ được bật mí dần dần. Trang có thấy em này được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 140 đến 180 nghìn. Với mức giá bán cùng chất lượng như thế này thì Trang nghĩ đây là một thỏi son cực kỳ đáng để thử đấy. Chúng mình hay gọi là gì nhỉ? Ngon bổ rẻ. La la.
Mình có thấy một số bạn bảo em này khi kết hợp hai màu lại cũng rất mượt và ra một màu mới khá đẹp. Thế nên Trang cũng tò mò và đã thử mix một số tông lại với nhau. Chính vì một đầu là cọ tán nên việc trồng màu lên cũng dễ dàng hơn nữa. Các bạn có thể pha màu trước ra tay hoặc thoa trực tiếp lên môi tùy thích. Nếu các bạn yêu thích tông màu pha như thế này thì cũng hãy thử xem sao nhé. Biết đâu lại khám phá ra một tông màu siêu lạ và đặc biệt hơn tất cả những màu đang có thì sao nhỉ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhớ comment bên dưới màu bạn yêu thích nhé. Bye bye! Mua. If you don't have any nail art tools. In this tutorial, I'll show you 5 amazing designs which you can make using things you already have at home. Nail art tools can be super useful when making creations on your nails, but today, we'll manage without them. Hey loves, it's time for another nail art tutorial, and guess what? It's a no-tool one. Well, we will be using tools, but only the ones that you can find around your house. So we're making 5 beautiful designs that are super easy to make and look amazeballs. Don't you agree? Well, if you do, here's how you can get them too. Sponges, tapes, band-aids, pencils, pens, straws, Q-tips, matches, toothpicks, nails, screws, wires, paper pins, and much more. All that can be used to make fantastic nail art designs. I'll show you 5 of them now, so let's get started. Before applying the polish, you have to protect your pretty nails with a base coat. This will help you keep them healthy and stain-free. First, let's make this adorable baby penguin design. Baby penguin's fur is light gray, while adults are black. But I'm making a fantasy penguin, so I went for the blue base. Take a white polish and draw half of an oval on the bottom half of your nail. Now we need to make some bigger dots, and pins will help us out here. These are great for pinning paper on a cork board, but they will work perfectly as dotting tools too. I like to pin them in an eraser of a pencil so that they're easier to hold. Then I just use them as a regular dotting tool. Dip it in white and make 2 large dots. Inside, make 2 smaller black ones using smaller pins. Here I'm using a pencil to make 2 little white dots and then a construction nail to make 2 even smaller ones. I am in love with the anime-inspired eyes. So adorable. All we got left to do is a small triangle for the beak and 2 legs on the tip of the nail. All this using a yellow polish and a pencil. Apply a generous amount of the fast-drying top coat to seal the design and add some shine. Isn't this the cutest penguin you've ever seen? Who doesn't like minions, right? Well, I love them, so I had to make a minion nail design. I'm starting with white as a base. You're probably thinking, what the heck? Minions are yellow. No worries. I started with white just because yellow polish pops so much more on top of white. White base makes them so much more vibrant and bold. Starting with the goggles, I'm dipping the eraser of my pencil in silver color and making 2 big dots close together like that. Inside the big silver dots, make a smaller white ones using a Q-tip. The last little detail for the eyes are the pupils, which I'm making using a bobby pin. Every minion also needs some overalls. I'm drawing them very simply, by sticking a piece of tape across the bottom part of the nail as a guide, and then I'm just coloring the tip in blue. Remove the tape and we're done. To make the mouth, we'll be using a straw. Cut a piece of straw away until you're left with half of a ring shape. Dip it in black and press it on your nail. Voila! Our minion just got the biggest smile. To finish this lovely design, apply a layer of top coat. I love how cute and easy this design is. Perfect for an accent to a solid mani, or you can make minions on all the nails. Let's now move to the watermelon fields. Look at the way these hard-working men are collecting watermelons so we can enjoy them. Hashtag respect. These are definitely one of my favorite summer treats, so why not having this delicious fruit on our nails? Start by applying 1 or 2 coats of red polish all over the nail as a base. Here I'll be using this sticker that is used for binders as a tool to create the perfect French tip. Stick it on like this and color the bottom third of the nail in white. Remove the sticker and wait until the white polish is completely dry.
Place the sticker a bit lower now and color the tip in green. Did you know that you can also use a piece of wire for nail art? I found this one in my father's garage and it works great. So I'm just making a few dark green patches on top of the lighter green. With a toothpick dipped in black, I'm drawing some watermelon seeds. I don't like my watermelon to have too much seeds, so I'm just making a row of them. The only thing left to do is applying a top coat and we're finished. On my right hand, I'll show you how to incorporate this lovely watermelon design into an easy and pretty mix and match mani. I painted my nail in red except for the thumb and middle finger, which I colored green. On the ring finger, we're making a watermelon in the same way as before, just that here I'm using a band-aid to make a French tip. As you can see, it works just as great as the binder stickers. This way you can create white French tips or maybe go for colored ones. Such an easy and quick way to get a fun manicure. On the middle finger I'm drawing some random dark green lines, just as the ones watermelons have. These don't have to be perfect, in fact, they should not be perfect. Using a paper clip and dotting motion, I'm drawing some curved lines along the nail. I did the same design on my thumb. Lastly, with the black, give your watermelon a few seeds. On the pointer and the pinky, I'm making a small dot just to kind of bring together all the designs into a nice, fun watermelon mix and match nail art. These nails look so summery and delicious, don't they? I absolutely love nail art designs that include blue skies and white fluffy clouds. Here's a cute variation that we're making today. Start by applying a medium blue polish as a base. Time to prove that matches can work as a great dotting tool too. Just dip one in white and make a group of dots close together until you get a cloud shape. Make several clouds to fill all the empty spaces on your nail, but make sure they're big enough because we still have to draw their pretty faces on. I'm drawing faces to only three of the clouds, but you can do it on all if you prefer. With a construction nail, make a pair of eyes. For the mouth, I'm using a straw just like I did for the Minion. I really love using straw for such curved lines. Like that! Our clouds are now happy and smiley. To add some extra sweetness to the clouds, I'm drawing cheeks to each of them. Just dip a match into light pink, make two dots, and our clouds are finished, looking so cute! Well, one thing is missing, and that's a top coat which will seal everything in place and protect the design from chipping. How gorgeous are these? Oh, I'm obsessed! Last but definitely not least, we're making this ocean design perfect for the summer days. Paint your nail in light blue. Deep down on the bottom of the sea, we have to make the blue darker and mysterious, because the light can't reach it in all its power. So let's make a gradient using three shades of blue and a cosmetic sponge. Dab the sponge on the nail and here it is, a beautiful blue gradient. Clean the skin around your nail with a Q-tip soak in acetone. Our ocean is now ready to be decorated with sand, fish, corals and all that cool stuff. In the corner, I'm making a little golden patch for the sand. For the fish, we first need to make a big dot. An awesome tool for this is a wooden dowel pin. I moved recently and I got so many of these when purchased furniture. So dip it in white and press on the nail to form a perfect dot. For the tail, I'm using a toothpick and simply drawing a triangle with it. I made my fish white here, but now I'm coloring it in yellow. If yellow is used directly on top of blue, the color you get is normally more greenish, so white base is a must. Now our little fishy is bright and vibrant. Add some oxygen bubbles using white polish and piece of wire. For the eyes, dip the toothpick in black and make a simple dot. To fill in the empty part of the nail, you can draw more fish or a coral like me. For this, I'll be using an old pen that stopped working. Dip it in red nail polish and draw several curved lines using stippling motion. Super easy! To make the coral look more realistic, I'm making a lot of small white dots all over. Once again, I'm using a construction nail to do it. I tell you guys, a garage is a great place to look for nail art tools. Lastly, apply a layer of the fast-drying top coat to protect this masterpiece. This design is just super interesting, full and summery. Makes me want to travel to some exotic places so badly. Here's a little recap of everything you can use for your nail art and you most probably already have at home.
There's surely much else you can use to create awesome designs. Just check out the back of your drawers. I think you can find many interesting things. So these are my 5 nail art ideas using DIY tools. I really hope you like them and let me know which one was your favorite. I really like how all of them turned out, but probably my faves are the penguin and the fish. Also, another thing that I wanted to address is that a few days ago I noticed that we've hit 1 million subscribers, which honestly feels so crazy even me saying it. I cannot believe that 1 million of you guys has hit the subscribe button on my channel, and the only thing that I can say to you is thank you so much from the bottom of my heart. You guys bring so much happiness and excitement into my life. Filming videos is one of my favorite things to do in life, and knowing that you guys love to watch them is just a dream come true to me. So thank you guys for letting me live my dream. I'm sending you a big virtual hug, and I'll talk to you soon. Bye! Try to find alternative uses for things. All you have to do is be creative, curious, and most importantly, have fun with it.